Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Anh Minh Review của mình nhé. Ở tập trước, khi nghe Tần Trần nói với các chủ là muốn thủ tiêu tỷ thí giữa bản thân và ba thánh tử, mà thay vào đó là muốn tỷ thí với ba vị phó các chủ, làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Mà ba vị các chủ cũng thế, bọn họ còn cho rằng chắc Tần Trần có vấn đề thế nên mới nói như vậy. Ngay khi cả ba người đang định phản đối lời nói này của Tần Trần, thì các chủ đã quyết định xong ngày tỷ thí, đó là vào 10 ngày sau. Các chủ đã nói vậy, cho nên ba người cũng không dám phản đối nữa, thế nhưng bọn họ vẫn đưa ra yêu cầu là Tần Trần phải xông được đến cửa thứ bảy của Đan Đạo Thất thì mới có tư cách cùng bọn họ tỉ thí. Nghe ba vị các chủ này nói thế, Tần Trần không chút do dự mà đáp ứng ngay. Thấy Tần Trần chấp nhận yêu cầu đó, Huyền Thịnh các chủ trực tiếp hạ lệnh, nếu đã như vậy thì 10 ngày sau Tần Trần trực tiếp tiến hành khảo hạch Đan Đạo Thất, nếu như thông qua khảo hạch sẽ cùng ba phó các chủ bắt đầu tỉ thí. Nói xong Huyền Thịnh các chủ liền vung tay lên giải tán tất cả mọi người ở đây. Mọi người thấy thế thì cũng không nói gì, mà liền rời khỏi đại sảnh ngay vừa đi ra bên ngoài khang hữu minh phó các chủ lập tức bảo vọng vĩnh thịnh trưởng lão đi điều tra qua lai lịch của tần trần để xem tần trần dựa vào cái gì mà dám hướng bản thân hắn đưa ra lời khiêu chiến mà hai phó các chủ kia cũng vậy vừa ra khỏi đại sảnh hai người cũng cho thuộc hạ của mình đi điều tra lai lịch của tần trần luôn lúc này ở bên trong đại sảnh mọi người cũng đã rời đi hết chỉ còn lại đám người của hiên dật dược vương cùng với tần trần mà thôi quay sang nhìn tần trần hiên dật dược vương thở dài nói tần thiếu hiệp người quá lỗ mãng chuyện này các chủ đại nhân đã quyết định thế nên bây giờ nói gì thì cũng đã muộn không biết hiện tại tần thiếu hiệp có muốn lão phu giúp gì không tần trần nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi hiên dật tiền bối không biết đang đạo thất sẽ khảo hạch về vấn đề gì thấy tần trần lại đi hỏi vấn đề này làm cho khóe miệng của hiên dật dược vương có chút giật giật lão không thể ngờ tới là ngay cả khảo hạch đang đạo thất là gì mà tần trần cũng không biết thế mà lại có dũng khí hướng ba vị phó các chủ đưa ra lời khiêu chiến mặc dù nghĩ vậy nhưng hiên giật dược vương vẫn kiên trì giải thích qua nội dung khảo hạch trong đan đạo thất cho tần trần nghe mà theo như lão nói thì đan đạo thất dùng để khảo hạch một số kiến thức cơ bản của luyện dược sư từ tầng 1 đến tầng 5 chủ yếu là nhận biết linh dược độ khó sắp xếp từ thấp đến cao tầng 6 là khảo hạch về một số kiến thức cơ bản của dược vương còn tầng 7 thì là một số lý giải về đan thuật của dược vương trung kỳ đỉnh phong trở lên mà tầng 8 và tầng 9 là khảo hạch kiến thức của dược hoàng nghe hiên giật dược vương nói một hồi như thế Tần trần cũng hiểu sơ qua được đan đạo thất khảo hạch là gì hắn khẽ gật đầu một cái sau đó quay sang hỏi hiên dật dược, dược vương xem trong mấy trăm năm gần đây kiến thức về luyện dược có cải biến gì không nguyên nhân Tần trần hỏi vậy là muốn biết lý luận luyện dược khi trước còn dùng được không nếu không may kiến thức luyện dược đã có thay đổi mà hắn lại vẫn dùng những lý luận trước kia lúc đó đưa đến khảo hạch thất bại thì quá là oan uổng và cũng giống như Tần trần lo lắng theo như lời mà hiên dật dược, dược vương nói thì những kiến thức trong đan đạo thất cứ 10 năm lại đổi mới một lần biết được tin tức này làm Tần Trần cười khổ không thôi, trong lòng thầm nghĩ, 10 ngày sắp tới này phải khổ cực bổ sung kiến thức rồi. Tránh lãng phí thời gian, Tần Trần liền hỏi luôn Hiên Dật Được Vương xem tàn thư các ở đâu, hắn muốn đi xem qua một số thư tịch. Nghe Tần Trần hỏi thế, đám người Hiên Dật Dược Vương mới khôi phục một ít lòng tin về trận tỷ thí này, ít nhất Tần Trần không phải tùy tiện đưa ra khiêu chiến, mà còn có chút tính toán. Thế là Hiên Dật Dược Vương có chút vui vẻ nói, người muốn đi xem thư tịch ở cao đẳng tàn thư các chứ gì. Thế nhưng hy vọng nhỏ nhoi của đám người còn chưa kéo dài được bao lâu, thì câu nói sau đó của Tần Trần lại khiến mọi người hoàn toàn sụp đổ. Hắn nói bản thân muốn đi xem thư tịch ở sơ đẳng tàn thư các trước. Tần Trần nói vậy, khiến cho đám người hiên giật dược vương triệt để tuyệt vọng, vì theo như bọn họ nghĩ, ngay cả kiến thức sơ đẳng mà Tần Trần còn không nắm rõ thì còn tỉ thí cái nỗi gì nữa. Mặc dù tuyệt vọng là thế, nhưng hiên giật dược vương vẫn chỉ đường đến sơ đẳng tàn thư các cho Tần Trần. Đã biết được đường đi, Tần Trần cũng không tốn thời gian ở đây nữa, hắn cùng với trác thanh phong liền tiến đến tàn thư các ngay nhìn bóng lưng của tần trần và trác thanh phong dần biến mất tiêu gia lương quay sang hiên giật dược vương cười khổ nói sư tôn trần thiếu hiệp hắn có phải quá lỗ mãn rồi không hiên giật dược vương nghe vậy thì thở dài nói quả thật là lỗ mãn thế nhưng ngươi có thấy hắn rất có tự tin hay không ta không hiểu hắn lấy đâu ra cái tự tin đó nói xong hiên giật dược vương lâm vào trầm tư một hồi sau đó quay sang bảo tiêu gia lương âm thầm đi theo tần trần để xem trong những ngày này tần trần làm gì trong tàn thư cát không chỉ có hiên dật dược vương cho người đi theo dõi tần trần mà ngay cả các chủ cùng ba vị phó các chủ cũng đều cho người âm thầm theo dõi hành động của tần trần trong những ngày này bọn họ muốn biết đến cùng tần trần dựa vào đâu mà lại can đảm đưa ra lời khiêu chiến như vậy không lâu sau đó thì tâm phúc do huyền thịnh các chủ phái đi cũng đã trở về khi nghe được tên này nói là sau khi tách ra khỏi đám người hiên dật dược vương thì tần trần đã đến tàn thư các nghe được thông tin này huyền thịnh các chủ đột nhiên cười rộ lên lão quay sang hoàng phủ nam nói ta thấy tên tiểu tử này chắc nghe được nội dung khảo hạch, cho nên mới chạy đến cao đẳng tàng thư các để quan sát một số đan phương đây mà. Nghe các chủ nói vậy, tên tâm phúc kia trên mặt hiện lên chút cổ quái nói tiếp, các chủ, không phải hắn đi cao đẳng tàng thư các, mà là đi sơ đẳng tàng thư các. Vừa nghe đến đây, còn không đợi cho tên tâm phúc kia nói hết câu, thì thanh âm của huyền thịnh các chủ lại lần nữa vang lên, ta hiểu rồi, sơ đẳng tàng thư các tuy chỉ là kiến thức căn bản, thế nhưng ở trong đó cũng có một số kiến thức mới lạ, cho nên hắn muốn đến đây để củng cố lại kiến thức, phòng ngừa lúc tiến hành khảo hạch xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Ngay khi huyền thịnh các chủ vừa chắc chắn với suy luận này của mình, thì tên tâm phúc kia lại lên tiếng nói, các chủ đại nhân, thời điểm ta theo dõi, thì tần trần không phải là xem thư tịch tri thức, mà hắn lại đi xem mấy cuốn thư tịch về cơ sở thủ pháp luyện đan. Vừa nghe được lời này, huyền thịnh các chủ và hoàng phủ nam lập tức quay sang ngơ ngác nhìn nhau, kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu, hai người đều không hiểu được tần trần đang muốn làm gì bởi vì những thư tịch mà tần trần xem chính là kiến thức đơn giản nhất mà luyện dược học đồ cần phải học tập bọn họ không hiểu tại sao một dược vương như hắn lại đi xem những thứ này lúc này huyền thịnh các chủ cũng không nghĩ được ra lý do tần trần lại đi đọc mấy cuốn thư tịch đó nên đành quy cho việc tần trần đang giả bộ che giấu sau đó lại cho tên tâm phúc này đi theo dõi tiếp cũng trong thời gian này hiên dật dược, dược vương cùng với ba vị phó các chủ cũng nhận được tin tức về tần trần mà thông tin bọn họ nhận được cũng giống y như của huyền thịnh các chủ làm cho cả đám đều không biết tần trần muốn giở trò gì thế nên bọn họ cũng đành cho người tiếp tục theo dõi mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, trong mấy ngày này, Tần Trần quên ăn quên ngủ chỉ tập trung vào đọc thư tịch để tiếp thu tri thức mới trong vòng 300 năm qua. Mà ở một bên, mấy tên giám sát kia, suốt ngày nhìn Tần Trần đọc mấy quyển thư tịch cơ sở cũng khiến bọn hắn nhanh phát điên. Lúc này theo như tin tức truyền về, thì huyền thịnh các chủ cùng ba vị phó các chủ cũng biết được, Tần Trần cũng không phải là đang che giấu gì, mà là đang thực sự đọc mấy loại thư tịch cơ sở đó. Trong thời gian này, Tin tức Tần Trần đưa ra khiêu chiến với ba vị phó các chủ rất nhanh đã truyền khắp Đan Đạo Thành. Không những thế tin tức này còn lan ra một số vương triều xung quanh. Chính vì thế mà rất nhiều võ giả ở xung quanh Đan Đạo Thành cũng nhanh chóng kéo về đây để được theo dõi sự kiện nghìn năm có một này. Cứ như thế, thời gian 10 ngày cũng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày mà Tần Trần cùng với ba vị phó các chủ tiến hành tỉ thí. Mà lúc này ở Đan Đạo Thành cũng kín người hết chỗ, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người với người mà thôi. Đứng ở trên đài cao nhìn xuống biển người phía dưới tần trần cũng nhận ra ở đây có rất nhiều võ giả lạ mặt hiển nhiên không phải là người trong đan đạo thành rồi và sau khi đảo mắt qua biển người bên dưới một lượt tần trần đột nhiên phát hiện ra người quen cũ đó chính là tông chủ yến thập cửu của yêu kiếm tông mà bên cạnh hắn hiện tại lại đi theo hai lão giả nữa nhìn khí thế của hai người này cũng khá là bất phàm nhưng rất nhanh tần trần cũng rời mắt khỏi mấy người yêu kiếm tông này mặc dù không biết mấy người này đến đây làm gì thế nhưng tần trần có thể khẳng định với thân phận dược vương của mình hiện tại lại còn ở trong đan đạo thành nữa thì mấy tên yêu kiếm tông này cũng không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ rồi hắn liền xoay người đi về phía trung tâm đài cao nhìn theo bóng lưng tần trần rời đi phong vân kiếm hoàng quay sang yến thập cửu lên tiếng hỏi đây chính là tên tiểu tử tần trần mà ngươi nói sao ta thấy tên này can đảm thật không chỉ giết chết hút phong võ hoàng của tông ta mà lại còn dám ở đây khiêu chiến ba vị phó các chủ đang cắt thời gian dần trôi qua cuối cùng ba vị phó các chủ cũng vào sân mà đi theo ba người này là một đám trưởng lão ngồi ở phía sau nhìn thấy mọi người đã đến đầy đủ huyền thịnh các chủ tiến lên phía trước lớn giọng nói hôm nay đang các ta tiến hành đại bỉ để xác lập thánh tử mới hy vọng chư vị có mặt ở đây tôn trọng quy củ của đan đạo thành để có thể chứng kiến sự kiện trọng đại lần này của đan Các. dứt lời huyền thịnh các chủ liền quay sang giới thiệu nhân vật chính trong trận đại bỉ ngày hôm nay đó chính là tần trần nhìn tần trần bước lên làm cho mọi người kinh ngạc không thôi mặc dù đã được nghe qua rất nhiều chuyện động trời mà tần trần đã gây ra ở đan đạo thành này thế nhưng không ai ngờ đến là hắn lại còn quá trẻ như vậy về phía huyền thịnh các chủ để tránh lãng phí thời gian, nên ngay khi vừa giới thiệu xong thì lão liền quay sang Tần Trần nói, hiện tại khảo hạch bắt đầu, ngươi có thể tiến vào trong đan đạo thất được rồi. Tần Trần nghe vậy thì cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp hướng đan đạo thất đi vào trong. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nhé, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi ra tập sau nha.